xin chào mọi người cái video này mình sẽ không nói về bitcoin mình cũng không nói về tiền điện tử nhưng mà mình sẽ chia sẻ một cái thứ mà nó còn quan trọng hơn cả chịu chịu lần hơn là tự do tài chính mình chỉ chia sẻ cho bạn một cuốn phim nó nói lên cái sự thật của thế giới mình chỉ chia sẻ cho bạn một cái giao dịch mà nó có lợi nhuận nhiều hơn uh, buôn bán vũ khí hay là buôn bán ma túy thì nó là buôn bán con người, buôn bán con uh, những người phụ nữ nhưng mà nhất là buôn bán con nít nó đã xảy ra ở bên mỹ hơn hơn 10 năm qua và nó bả bị gọi là trà đạp xuống, giấu giếm nó đi. Thì vừa rồi đây là một cái video, đây là một cuốn phim mới được ra. Nó nó gọi là Sounds of Freedom, tiếng nói của tự do. Và vừa rồi nó ra như vậy á thì nó nó thu nhập của nó, nghe thu nhập của nó đâu khoảng cỡ 100 100 triệu đô la đó là một cái thu nhập khá là lớn cho một cuốn phim nhưng cái thu nhập là không phải là cái quan trọng ở đây nhưng mà cái cái gọi là cái cái thông tin nó được lan tỏa cái thông tin nó được lan tỏa à, thì à, vừa rồi cuốn phim đã được đẩy ra và cũng đã được chiếu trên những cái rạp ca, cái rạp uh, chiếu phim ở bên mỹ nhưng có những cái tình trạng giống như là giữa uh, sau khi người ta mua vé và như vậy đó người ta vô người ta coi thì uh, có những uh, trường hợp là lúc người ta đang coi thì là uh, cái chỗ đó người ta tắt đi gọi là tắt cái AC gọi là tắt cái máy cái máy mà gọi là nó là nhiệt độ uh, cái này nó làm nhiệt độ cho cái phòng chiếu phim đó cực kỳ nóng không ai chịu nổi người ta phải rời giữ cuốn phim hay là có những cái, cái 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 trường hợp là nó nói là cuốn phim nó không được chiếu nữa thì nó phải hồi tiền lại cho những người đang đợi để coi cuốn phim thì có những cái trường hợp như vậy có những trường hợp tại sao những cái đài truyền hình những cái đài TV truyền hình mạng xã hội những tờ báo thì không nói về những cuốn phim này cuốn phim này bởi vì nó liên quan với những cái nhóm lãnh đạo thế giới và những cái nhóm lãnh đạo thế giới cũng giống như nước Mỹ thì đang muốn trà đạp cũng phim này xuống không muốn nó lan tỏa không muốn những người nhỏ và lẻ không muốn số đông biết về những thông tin này cái vấn đề mua bán con nít mua bán con người là một cái thu nhập cao nhất và nó liên quan với những cái nhóm lãnh đạo giống như CIA FBI những cái nhóm mà lãnh đạo nước Mỹ nó nhìn nó gọi là nó nó nhìn qua một bên để cho nó cho để cái chuyện này vẫn xảy ra hàng ngày. Người ta biết nó và đã biết bao nhiêu người ra giữa cộng đồng nước Mỹ nói cái này nói cái nọ dựa theo đây ra dựa theo thông tin dựa theo vân vân và vân vân nhưng những cái nhóm lãnh đạo vẫn gọi là quay mặt đi để nó xảy ra hàng ngày và cái con số nó lên cả trăm 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 ngàn người vận chuyển mỗi năm và số nhiều là con nít thì đây là một cuốn phim nó gọi là the south of freedom nghe bạn nên coi nó ok và số lượng con nít được vận chuyển thì nó uh, từ gọi là phía, phía phía bắc của của mỹ vận chuyển lên lên nước mỹ khá là nhiều ok sau khi ông uh, ông uh, ông tổng thống trump nghe ông tổng thống Trump ông vừa vừa coi trong cái phim đó thì ông cũng ra nghe là ông ra tuyên bố là bất cứ một người nào liên quan với cái sự buôn bán con nít buôn bán phụ nữ thì gọi là nếu mà bị bắt là phải trải nghiệm gọi là cái cái gọi là cái sự bắn sự bắn và sự bắn ok và ông cũng nói về lúc mà ông là tổng thống thì ông đã cố gắng ngân, ngăn chặn nó rất nhiều rồi nhưng cái đợt mà ông vừa rồi thì Biden lên là tất cả mọi thứ lại phát triển vấn đề thu nhập buôn bán con nít buôn bán phụ nữ thì càng ngày càng tăng thì nó là vậy thì nó là vậy đây là một mình đang ở Việt Nam hay là có những cái người đang coi cái nền tảng này đang ở Mỹ và những cái thông tin như vậy á, nếu bạn đang ở Mỹ thì bạn không có coi được ở trên những cái đài này đài nọ, những cái tờ báo bởi vì sao nó giấu giếm hết. Bởi vì cái nhóm mà nó giấu giếm những cái thông tin đó thì nó là nó là nó là những cái người. Ok, những cái người chủ của những cái nền tảng đó, những cái tờ báo này, tờ báo nọ, đài truyền hình này. Và cái nhóm này là cái nhóm mà gọi là quản lý cái nhóm này chắc chắn nó có thể dính dáng vô cái vấn đề mà mua bán con nít bởi vì vậy, không có một cái tờ báo nào, không có tờ báo nào, không có đài truyền hình nào nói về nó nhiều. Bởi vì sao? Nó có dính dáng vô nhau hết. Ok. À, đây thì cũng là một cái người ghi một cái gọi là ghi một cái bảng đứng giữa giữa đường phố. Ok, tại sao cái mainstream media tại sao những cái đài này đài nọ lại không có nói về? về cái vấn đề mà gọi là buôn bán con nít tại sao tại sao và tại sao và cái trường hợp này á mỗi năm cả cả cả, cả trăm 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 ngàn đứa được đẩy vô được đẩy qua qua nước mỹ buôn và bán ở đây thì rõ ràng bạn đã biết một ông uh, nằm trong nhà nước mỹ khá là nổi tiếng ok kevin mccarthy thì Ông tổ chức một cái buổi coi phim cũng là coi cái phim đó nghe the sound of freedom Ông cho cái nhóm uh, dân chủ và cộng hòa sẽ ngồi chung với nhau để coi cái phim này tổ tổ chức một cái buổi gì đó để coi cái phim này để cho người ta thấy chuyện gì đang xảy ra trước mắt để cho những cái người mà dính dáng trong nhà nước đang nằm trong gọi là chức vụ này chức vụ nọ để gọi tỉnh giấc đúng không tỉnh giấc mà có thể ra uh, ra luật một cách manh bạch để sửa cái chuyện hợp này và nó đang nó đã nó đang xảy ra mà nó đã xảy ra 10 năm trời rồi chứ không phải là ngày một ngày hai ở đây là một trường hợp thì nó mới bắt cái cái thằng cu này. Cái vụ mà cái 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 việc mà mua và bán con nít, ok nó, nó một người tới một cái gia đình đang khổ sở. Nói là ok, tao sẽ cứu vớt cái con mày, tao sẽ đem cái đứa con mày cho một cái chỗ khác ở bên Mỹ và có thể là nó 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 sẽ có một sống sung sướng hơn. Thì cho những người nhỏ và lẻ đó người ta không cứ người ta chỉ tin vậy thôi, đúng không? Thì đây là một người đã bị bắt Uh, mua đứa con đó là với con giá là bốn ngàn năm à, ngàn đô cọc uh, tiền cọc hết một ngàn sau đó mà đem được đứa con này qua bên cái cái, cái, cái nước bên kia ok uh, ok uh, okay. Uh, ok riêng cái, cái 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 trường hợp này á, là là đem đứa con qua bên uh, eu nghe bên 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 châu âu thì sau khi nó nhận được uh, cái phần tiền á, thì nó đem lại nó trả nó đưa cho bà mẹ thêm 4 ngàn nữa cho nó đủ năm ngàn thì cái trường hợp này nó đã bị bắt nhà bị bắt. Những cái trường hợp này nó đang xảy ra rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Còn riêng cái người này á, cái người mà buôn bán con nít này á thì nó nằm ở trong cái nước uh, Ukraine. Đây mình đang nói với một đứa bé 11 tháng, 11 tháng trời đã được bị mua. Mua. Và nó còn sự cái ghê gớm không phải là mua buôn bán con nít không thôi, mà để mình đi sâu xa hơn chút xíu đó. nó lấy những cái thứ giống như cái thận, cái tim những cái thứ của những đứa bé này. Nó buôn bán nó đem đứa bé này qua bên nước kia rồi nó bán cho một cái chỗ đó và cái chỗ đó uh, trả với con giá tới 25 000 đô lận để để sử dụng những cái bộ phận của đứa bé này và cái chuyện này nó xảy ra lặp đi lặp lại cả 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 bao nhiêu năm trời buôn bán con đít uh, mình đi sâu xa, xa hơn một chút xíu nữa là nó nó trước khi một đứa con đít nó chết mà nó biết nó chết thì trong người nó tạo ra một cái chất Nó tạo ra một cái chất à, Cái tên của nó hơi dài dòng Thì mình không 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 quan tâm tới Nó tạo ra cái chất đó Mà cái chất đó Có thể giúp Cho con người trẻ mãi không già Thì những cái người mà gọi là nắm đầu thế giới Coi những cái người nhỏ và lẻ Cũng giống như những con kiến Thì người ta mua những cái chất đó cái đứa bé đó trước khi nó chết thì nó tạo ra một cái chất và cái chất đó có thể hút cái chất đó từ sâu cái cái cổ của nó ra hút cái chất đó ra và cái chất đó có thể làm thành kem này kem nọ và những cái kem này kem nọ có thể đánh vô trong mặt và gọi là che mãi không già và những cái người gọi là celebrity những cái người mà uh, đóng phim đóng phim những cái người nổi tiếng đang sử dụng nó trên toàn cầu và nó đã có lên cái đài truyền hình này Đài truyền hình nọ Trước đây nói về cái chất này Và sức lên Bạn sức lên một chút xíu thôi là cái da bạn nó không còn nhăn nữa Thì ngay bây giờ Người ta đang sử dụng nó Cả cả trăm trăm, trăm ngàn con đứa con nít Đã được sử dụng Cả trăm trăm ngàn 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 đã qua cái trường hợp như vậy là lúc nó chết nó tạo ra cái chất đó và người ta hút cái chất đó ra từ nó tạo ra cái kem này kem nọ để cho những người nắm đầu thế giới sử dụng để che mãi không già cái thứ hai là những đứa con nít trung bình nó sống đâu khoảng cỡ mai vài sau khi nó bị buôn bán qua đúng không buôn bán qua thì nó biết nó trung bình đó là những cái đứa con nít đó chỉ có vài năm để sống thôi để cho những cái người lãnh đạo sử dụng nó ngủ với nó xài nó tới cái lúc mà không xài rồi đó thì cái phương án cuối cùng là treo nó và lúc mà lúc nó, mà nó nó biết nó gần nó chết gần chết rồi đó thì hút cái chất tội của nó hút cái đó để làm kem đánh mặt thì nó là vậy và cái trường hợp này nó đi sâu lắm ok riêng cái 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 này ok bạn có thể coi cái link này coi cái cái bà này thì bà này là bà, bà, là một người gọi là volunteer vô cái cái hệ thống này hệ thống cứu vớt cứu vớt những đứa con nít ở bên uh, bắc của của America là những cái nước mẻ thì bà tham với tham, tham gia với cái mục tiêu là có thể giúp đỡ những đứa này có thể là kết nối cho là một ví dụ là ông chú của nó ở bên Mỹ. Nó thì ở bên 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 Mỹ. Thì để kết nối là có nghĩa là đem cái đứa nhỏ này từ bên Mỹ qua bên Mỹ để cho nó nó có một cuộc sống tốt hơn. Và mỗi ngày gì đó, mỗi đứa bé phải được vận chuyển. À, đâu khoảng khoảng có 15, 14 15 ngày là phải vận chuyển một đứa bé. Ok, phải vận chuyển. Đó, sau khi nó được vô một cái trại ở bên Mỹ. Đúng không? Thì từ cái trại đó đó vận chuyển ta tới cái chỗ kế tiếp đó ok một cái chỗ nào ông chú bà cô gì đó là chỉ có 15 ngày để đẩy thôi thì nó đã đẩy cả ngàn 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 đứa bé qua bên gọi là cái 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 điểm thứ ba ok từ bên mẹ qua một cái trại trại từ cái trại đẩy qua cái điểm cái điểm cái điểm thứ b là cái điểm cuối cùng thì nó có không có sự kiểm duyệt gì hết thường thường những cái đứa bé nó được đẩy qua bên hướng bên kia cái cái điểm thứ b á, thì không phải là ông chú bà cô không có một sự liên lạc gì hết nó không biết nó sẽ đi đâu hết thì nó là vậy, nó không biết nó sẽ, sẽ đi đâu hết và số lượng số lượng gọi là mất tích mất tích có nghĩa là nó sau khi nó chuyển với cái 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 cái, cái địa điểm thứ điểm B kia là sau đó là mất tích luôn số lượng mất tích khá khá là cao không có một số liên lạc không có địa chỉ không có một cái thứ gì hết và có những trường hợp á là uh, nó nó có một cái website đúng không uh, nó có cái những cái trại những cái trại con nít này thì cái người mà đăng ký để nhận những những đứa con nít này á đăng ký hai ba cái website luôn để nhận con nít với một cái tên đó một cái địa chỉ đó với mục tiêu điện chi chẳng lẽ cái cái ông chủ đó ông có tới ba bốn đứa con nít lần bà con dòm hỏi nhau hết Vân 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 và những cái nguồn đó sau khi mà người ta đi sâu xa vô đó thì những cái nguồn đó là những cái gọi là cái uh, cái cái uh, cái uh, cái, uh, cái chung cư này chung cư nọ đúng không để nó vận chuyển con người thôi và cái trường hợp này những người trong nhà nước Mỹ biết nó xảy ra nhưng không ai dám đứng lên nói hết. Số lượng đứng lên nói thì không có bao nhiêu và không có một luật lệ nào rõ ràng để giải quyết những cái vấn đề này. Tại đây là một cái cái vấn đề nghiêm trọng vận chuyển con nít để xài nó, bán nó, sử dụng nó ở bên Mỹ năm này qua năm nó. Chuyện đó xảy ra ở bên Mỹ. Chuyện đó xảy ra ở bên châu Âu. Những cái nước gọi là tân tiến Những cái nước gọi Cũng vẫn có thể gọi là nắm đầu thế giới Tại sao, tại sao và tại sao Tại sao nước Mỹ Lại nhìn qua một bên Để chuyện đó nó xảy ra Năm này qua năm nọ Mười năm rồi Hoặc hơn nữa chứ không phải không Thì uh, riêng uh, Riêng uh, riêng Elon Musk nghe, Elon Musk đang vợ đang rồi, rồi đang kết nối với 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 ông Mel Gibson nghe Mel Gibson là một người đóng phim đúng không một người diễn viên à, thì vừa rồi là ra ra là gọi là đẩy những cái thông tin này ra còn số nhiều á là gọi là chìm nó chìm nó những cái người mà hồi lâu đến giờ gọi là anti child trafficking những cái người mà gọi là hồi đó đến giờ là chống lại cái sự mà buôn bán con nít á thì cái miệng của người ta rất im ngay bây giờ không biết tại sao ok um, nhưng um, vừa rồi trump ra tuyên bố ok và vừa rồi ông này cũng có dính dáng về cái vấn đề mà gọi là ở bên uh, bên uk bên nước anh nghe uh, sử dụng con nít nghe và vừa rồi ông ra tòa thì gọi là ông ông không có tội nghe bởi vì nó mua hết rồi nghe nó mua hết rồi thì đó là cuốn phim Charles of freedom đây là một cuốn phim bạn nên coi biết là có thể là bạn không ở mỹ hay là bạn là một người Việt đang ở Mỹ bên châu Âu bạn nên coi bởi vì sao? Đây là sự thật đang được lan tỏa. Nếu bạn muốn biết sự thật, có thể là ngay bây giờ là rõ ràng gia đình bạn không có bị một cái thứ gì hết đúng không? Nhưng đây là những đứa bé đang được bị bán và đang được sử dụng trên toàn cầu. Thì bạn có nên quan tâm hay không? Lựa chọn vẫn là bạn. Đây là sự thật bạn nên coi nó và Elon Musk vừa rồi là đang kết nối với 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 Mel Gibson, okay? một người đang đẩy cuốn phim ra rất mạnh, okay? để cho mọi người tỉnh nhất. Đây là mới là làm một cái chuyện quan trọng, đây là một sự thật mà không ai quan tâm hết, bởi vì là bạn chỉ quan tâm về cái túi tiền của bạn thôi, quan tâm về cuộc sống của bạn thôi. Nhưng đây là một cái chuyện khá là lớn. Nó nói lên cái con chuyện con người, nó nói lên là con con người đã trở thành con thú, con vật. Và để mà ngăn chặn cái chuyện này xảy ra thì rõ ràng càng nhiều người biết tới nó, để ý tới nó, thì chắc chắn số lượng sẽ được giảm. Và những người đang trong nhà nước cũng giống như ông Donald Trump, ông Tổng thống đúng không? Cũng giống như ông Kevin McCarthy, cũng giống như Mel Gibson. Và cuối cùng là Elon Musk chuẩn bị làn hoàng là bỏ cuốn phim này lên trên cái nền tảng uh, Twitter X để mọi người coi nó và hiểu nó và cầu mong cái trường hợp này nó sẽ được giảm và kết thúc bởi vì sao những đứa con nít đang chịu đựng thì nó là vậy xin chào mọi người